Today's show will be presented in Oasis, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish, and Thai. Xin chào quý khán giả Thanh Nhã, tôi là Duy Hải, đến từ Long An, quốc gia Âu Lạc, còn được biết là Việt Nam. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2018, một chương trình sống động mang tên Cung đàn Hạnh Ngộ đã được tổ chức tại xã Bình Châu, cảnh sắc nên thơ, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Âu Lạc, Việt Nam. Sự kiện âm nhạc hoành tráng này quy tụ những màn biểu diễn độc đáo của các nghệ sĩ Âu Lạc Việt Nam tài danh. Điểm nhấn của chương trình là chúng tôi được vinh dự diện kiến Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư qua truyền hình trực tuyến. Tình thương thánh thiện của Ngài đã bao trùm và chạm đến trái tim của tất cả mọi người có mặt ở đó, tạo nên một không gian với những cung bậc ngọt ngào. Trong suốt chương trình, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ân cần trả lời nhiều câu hỏi khác nhau của các nghệ sĩ về tâm linh và nghệ thuật. Ngài cũng có một thông cáo đặc biệt tuyên bố ngày 3 tháng 4 là ngày quốc tế nghệ sĩ để vinh danh những người nghệ sĩ trong mọi lĩnh vực. Sự đóng góp sáng tạo của họ rất quan trọng cho sự tiến bộ xã hội và hòa bình thế giới. Sư phụ chia sẻ, tại sao cảm ơn tất cả mọi người mà không cảm ơn nghệ sĩ? Nghệ sĩ là những người đem lại rất nhiều an ủi tinh thần cũng như vật chất, rất nhiều hạnh phúc, rất nhiều sự vui mừng, sung sướng cho những người trên thế gian này. Các nghệ sĩ vô cùng xúc động, một vài người không cầm được nước mắt khi Ngài gọi họ là sứ giả hòa bình. Các vị khách quý tham dự chương trình đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư vì tài năng nghệ thuật phi thường của Ngài cũng như tình thương bao la Ngài dành cho Âu Lạc, Việt Nam. Xin mời quý vị cùng thưởng thức phần 7 của Cung đàn Hạnh Ngộ, buổi hội thảo trực tuyến giữa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và văn nghệ sĩ Âu Lạc. Tiếp nối chương trình, xin mời ca sĩ trẻ tài năng Trần Minh Dũng đặt câu hỏi. Xin mời ca sĩ. Chào anh Dũng. Dạ, con chào Ngài ạ. Và lời đầu tiên thì cho phép anh Dũng xin được gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng nhất ạ. Và con xin được kính chào Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư ạ. Kêu chị hai. Kêu chị hai được rồi. Con xin được hỏi Ngài là mỗi khi con cảm thấy mệt mỏi, vất vả ở trong cái cuộc sống thì con tìm về với biển và núi, những cái nơi nào mà cho con một cái cảm giác mà nó yên bình nhất. Thì sau những lần những chuyến đi như vậy thì con cảm thấy cái lòng con nó rất là nhẹ và rất là thanh thản và yên bình. Thì con xin được hỏi Ngài là liệu cái vấn đề đó nó có liên quan đến sự trao đổi năng lượng không, thưa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư ạ? Biết rồi nhưng mà biết rồi mà làm bộ hỏi chị hai hả? Ok. Thì như quý vị đều biết hết, những thiên nhiên có những sức dinh dưỡng rất là mạnh liệt, nhưng mà rất là thuần khiết và nhẹ nhàng, cho nên chúng ta không thể cảm nhận được như là một cái shock wave của cái điện hay là cái gì. Nhưng mà tự nhiên mình đi trong thiên nhiên sẽ bị cái sức dinh dưỡng, cái sức bảo vệ che chở và cống hiến của thiên nhiên làm ảnh hưởng cho tinh thần, tâm trí.
và sự suy nghĩ của mình, cho nên người ta đi du lịch này như vậy. Rất tiếc là trong đời sống hôm nay chúng ta không bảo vệ thiên nhiên lắm, mà ngược lại còn phá hoại rất nhiều. Những người bị ảnh hưởng nhất không phải là thú vật không, mà là chúng ta, những con người hiện đại. Cho nên cảm thấy thiếu thốn, dưỡng khí hơn, hơn là hồi xưa. Tại vì thiên nhiên bảo vệ chúng ta bằng dưỡng khí, bằng tâm linh nữa. Tất cả những cây cối mà quý vị nhìn thấy trong rừng rậm á, hay là ở bên đường, hay là trong vườn, họ đều có linh hồn cả. Mình cũng có thể tiếp xúc với họ, nói chuyện với họ được nữa. Bao nhiêu lần chị Hai bị nguy hiểm á, tại vì làm cái nghề này không phải người nào cũng thích mình nha. Không phải như nghệ sĩ đó, ai cũng thích hết. Làm cái nghề này có giống con dao hai lưỡi, có người thích, có người thì phản đối. Nhiều khi chị Hai tính mình cũng không có được an toàn. Mấy lần rồi, hồi đó nhiều khi chị Hai ở trong rừng tu hành, rồi thí dụ có gì nguy hiểm, cây cối họ nói với chị Hai, họ nói đi ra liền bây giờ, có nguy hiểm sắp đến. Họ cảnh cáo chị Hai bao nhiêu lần vậy. Cho nên cây cối mình cũng phải cảm ơn, mình cũng phải tôn trọng. Tất cả mọi linh hồn đều có quyền chọn lựa cái dáng vẻ của mình để mà hiện diện trên thế giới này hoặc là thế giới khác. Thì chúng ta chọn cái dáng vẻ của con người, chọn dáng vẻ của đàn ông, đàn bà, em trai, em gái. Còn chọn những dáng vẻ của người vừa đàn ông vừa là đàn bà cũng có như vậy. Hoặc là đàn bà nhưng mà tâm thái của đàn ông, hoặc là đàn ông có tâm trạng của đàn bà. Chúng ta đều chọn lựa như vậy, đều có quyền chọn lựa. Thì cây cỏ họ cũng là những linh hồn giống như chúng ta, họ chọn lựa cái hình thái là cây cỏ để mà họ cống hiến đời sống cho đời những một cách khác. Như chúng ta đem âm nhạc, đem lời ca dịu dàng thanh thoát cống hiến cho đời sung sướng vui vẻ, thì thiên nhiên như là cây cỏ cống hướng cho chúng ta dưỡng khí và những cái từ trường xoa dịu tâm hồn rất là loạn động của chúng ta, bởi vì cuộc sống mang lại rất nhiều phức tạp, rất nhiều khó khăn. Cho nên quý vị đừng đi đâu xa. Không cần đi đâu xa mà du lịch tốn tiền, mất thì giờ, cũng không gặt hái được gì bao nhiêu. Nhưng mà dĩ nhiên mình, nhiều khi mình hiếu kỳ muốn đi thăm chỗ này chỗ kia thì cũng có. Nhưng mà nếu muốn mà tịnh dưỡng tâm hồn và thân xác thì cứ đi ra ngoài rừng thôi. Cái rừng nào gần bên đó mình đi, bờ sông nào gần mình tới đó mình ngồi, mình cắm trại. Biển nào mà tự do mình đến đó mình chơi, tắm mát hoặc là nằm phơi nắng trên bãi cát. Tất cả những điều đó đều đem lại một sự yên dưỡng tinh thần và thể xác rất là quý báu. Cũng như là anh Dũng đã thể nghiệm như vậy đó. Cho nên mọi người đều phải nghỉ ngơi, tìm về thiên nhiên. Chúng ta ngày hôm nay vì bảo tồn cái sự an toàn thân mệnh mà phá hủy thiên nhiên rất là nhiều. Vì chúng ta không có nhiều kiến thức cao rộng hơn để mà biết rằng thiên nhiên chính là đời sống của chúng ta. Thiên nhiên bảo vệ đời sống của chúng ta. Thì chúng ta hy vọng rằng càng sớm càng tốt, thế giới thức tỉnh thêm để mà bảo vệ thiên nhiên cho mọi người cũng được cộng hưởng. Vì thiên nhiên chính là đời sống của chúng ta. Thiên nhiên là sức khỏe của chúng ta. Thiên nhiên là tinh thần của chúng ta. Thiên nhiên là sự linh thiêng, đánh thức tâm hồn của mình trở về với nội tâm. Thì chúng ta càng bảo hộ thiên nhiên chừng nào thì càng bảo hộ chúng ta chừng đấy. Cảm ơn câu hỏi của anh, rất là có ý nghĩa. Ví dụ quý vị ai cũng biết mà, trong lúc mình buồn bã mình đi ra vòng vòng ngoài hồ, ngồi thả chân trong nước, hoặc là đi chân không, không có băng dép trên cỏ, cảm thấy tâm hồn thư thái, lắng động liền. Những cái buồn bực lo âu bớt đi, hay là mình thấy một cái bông hoa đẹp, tâm hồn mình cũng vui vẻ vô cùng. Ngắm trời, ngắm trăng, ngắm sao, ngắm những lá hoa trong rừng thẳm hay xung quanh mình đều đem đến một sự an vui rất là quý báu. Có cái bài hát của ai đó, chị Hai quên rồi nè. Mời em dù áo nơi
nơi đô thành, về đây thăm núi cao thanh thanh, nhớ không? Dạ nhớ. Anh ơi, đường dài như bao nhiêu mộng đời, nghiêng nghiêng nghe mặt trời yêu thương. Đúng là mặt trời cũng yêu thương chúng ta lắm. Nếu mà chúng ta câu thông được với mặt trời, cảm thấy tình thương bao la của mặt trời, của trăng, của sao, của vạn vật trên đời sống này, rất là sung sướng. Chúng ta nếu mà chúng ta bị mất mát rất nhiều, không phải mất mát thân bằng quyến thuộc, mà mất mát cái linh tính của mình rất nhiều. Cho nên mình không có cảm thấy cái lòng thương yêu của Thượng Đế, không cảm thấy được sự phù hộ của Phật và Bồ Tát, không cảm thấy được sự yêu thương che chở của vạn vật xung quanh mình. Rất là tiếc, rất là đáng tiếc cho chúng ta. Chúng ta làm người, nhưng mà thật ra là những sinh vật đáng thương xót nhất. Thì chúng ta phải càng tìm cách trở về với thiên nhiên hơn, thăm viếng thiên nhiên hơn, để mà lợi ích cho tâm linh của mình hơn. Thì tốt hơn là những cái điều mà vật chất có thể cống hiến của mình, cống hiến cho mình. Rồi, cảm ơn nha. Nói nhiều quá cũng buồn. Quý vị ngồi nghe mệt. Cảm ơn sư phụ ạ. Vâng, sau đây kính mời câu hỏi của nghệ sĩ danh ca Huế Đào Thủy. Rồi, cô chưa lên mình vỗ tay chào mừng. À dạ, con xin chào ngài ạ. Chào cô Thủy. À, và cho con xin gửi lời đầu tiên xin thay mặt toàn thể anh chị em nghệ sĩ toàn quốc kính chúc ngài lời sức khỏe, bình an. Cảm ơn cô. Chúc quý vị cũng như vậy. À, và xin ngài cho con được hỏi ngài một câu hỏi là hiện nay xuất hiện hiện tượng số lượng vượt trội của bạn trẻ có tài năng xuất chúng, đặc biệt là tài năng về nghệ thuật. Điều này có liên quan đến sự phát triển tâm linh của nhân loại không? Hiện nay hả? Nhờ hồng ân của Thiên Quốc, Phật Trời và sự gia trì của các bậc chân tu, cho nên tâm linh của nhân loại tiến bộ cao hơn những cái chu kỳ vừa qua. Cho nên vì cái từ trường tốt như vậy đó, cho nên những người có tài năng xuất chúng, họ có cơ hội xuống đây tu hành và phân bố những cái điều lành và những điều vui sướng cho chúng ta. Những người này á, có thể là họ đã tu hành lâu đời, hoặc là trên những kiếp cao hơn xuống. Nếu mà cái thế giới của mình lành lặn, càng thiện lành, thì những vị ở trên thiên cung cao thượng đó, hoặc là tài năng xuất chúng đó, họ có thêm cơ hội để mà thăm viếng chúng ta, sống chung với chúng ta trong đời sống hàng ngày. Thế giới bây giờ được gia trì rất nhiều, bởi vì thế giới thống khổ quá lâu rồi, đau khổ quá lâu rồi. Lúc này thiên đàng mở ân cho gia trì rất là nhiều. Và những cái điều hung tàn mà khống trị toàn thế giới á, đã bị phá hủy rất gần đây. Cho nên càng ngày chúng ta sẽ càng nhận thấy thêm những nhiều tài năng như vậy, chứ không phải bấy nhiêu đâu thôi. Tài năng trong mọi lĩnh vực, quý vị đã thấy rõ ràng, khoa học, cơ khí, hoặc là thấy không, hồi mấy chục năm về trước mình đâu có biết cái máy điện não là cái gì ha. Không có nghĩ đâu, có thể mà liên lạc từ bên này qua bên Mỹ mấy trăm vạn dặm như vậy, mới dùng cái điện thoại nhỏ nhoi thôi. Cái điện thoại của chị hai nè, chút xíu à, vậy nè, mà nói nước nào cũng được hết á. Nhỏ xíu à. Quý vị có mấy cái điện thoại mới hơn chứ, dĩ nhiên rồi. Mà cái điện thoại này dùng được mà. Gọi bên Mỹ cũng được, gọi bên Pháp cũng được, đâu gọi cũng được hết. Nhỏ xíu à. Mấy chục năm về trước á, mấy có ai mà tưởng tượng ra cái đời sống rất là văn minh như hôm nay đâu. Có bao nhiêu điều mình không thể ngờ được đã xảy ra. Cho nên càng nhiều người tu hành, ăn chay, bảo vệ thế giới, càng có nhiều nhân tài xuất hiện. Cho nên quý vị cứ chờ đợi đi. Sẽ có nhiều thêm. Chúng tôi rất mừng. Cảm ơn cô Đào Thủy. Dạ con xin cảm ơn ngài ạ. Nói tiếng Huế hả? Dễ thương. Thường thường chị hai ngâm thơ dùng tiếng Huế nhiều á. Dùng tiếng Huế, cũng có dùng tiếng Bắc nữa. Ngâm thơ dùng tiếng Huế hay hơn. Ý của tôi á, ý của tôi nghĩ là ngâm thơ dùng tiếng Huế hay hơn. Nhưng mà có khi dùng tiếng Bắc cũng hay, mà chị hai thích tiếng Huế hơn. Tôi sinh miền Trung nhưng mà không phải ở Huế, sinh Quảng Ngãi mà. Quân Quảng Nghệ á. Ở Quảng Nghệ á. Mà tại ở Trung Nam học lâu thành nói tiếng Nam nhiều.
là thích tiếng Huế. Ừ. Thí dụ nói một câu vậy đó, cái câu thơ gì ha? Thí dụ như nói chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng. À, tiếng Huế ha. Chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng. Hơi khác ha. Thôi được rồi, như bữa nay khang tiếng. Nay ho hoài khang tiếng. Nếu không cũng phải cống hướng chút gì cho quý vị, chứ quý vị đường xa tới mà làm những cái màn vô cùng đẹp đẽ như vậy. À, mình có chút tài hoa cũng phải cống hiến, nhưng mà tay bữa nay không được. Khang tiếng quá. Cảm ơn nha quý vị nha. Thôi xin lỗi, nợ ngày sau nha. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị đón xem ngày mai phần 8 của Cung đàn Hạnh Ngộ trên truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo đây là cuộc phỏng vấn Roswell, sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử vũ trụ học của nhân loại, phần 3 của 3 phần. Cầu chúc muôn loài được che chở bởi tình thương vô biên của thiên đàng. Xin kính chào tạm biệt. Thank you for your delightful presence today. Please join us tomorrow for part 8 of Unification through Heavenly Melody. May all beings be protected by the boundless love of heaven. Farewell for now. Ăn chay, sống xanh để cứu địa cầu. Yeah! For more details, please visit suprememastertv.com/EE. Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng để buốt trái tim, để buốt trái tim. Trong trái tim con chim sớm mai chim bay đi.